Linh Ngọc Đàm phủ nhận chuyện bị Mizutat chơi xấu sau lưng. Streamer Linh Ngọc Đàm khẳng định tin đồn bị Mizutat khi quay MV là chuyện tức cười nhất từng nghe. Tối 12 tháng 4, mạng xã hội râm ran tin Mizu OF Linh Ngọc Đàm đóng cảnh nhạy cảm trong MV, thẳng tay đánh thật streamer khi diễn cảnh tát. Tin đồn còn cho biết Mizu một mặt an ủi Linh Ngọc Đàm, nhưng sau lưng lại đơm đặt, giả tạo nói xấu đàn em. Luồng thông tin này còn khẳng định vì Linh Ngọc Đàm không có chỗ đứng trong showbiz nên không phản kháng. Sự thật, loạt tin đồn trên không chỉ nhắm vào Mizu mà là Linh Ngọc Đàm. Streamer này bị loạt tin đồn ác ý, như bị bắt lên công an vì sử dụng chất kích thích, lộ clip nóng, khiến cô rất bức xúc. Về tin đồn bị Mizu chơi xấu khi quay MV, Linh Ngọc Đàm khẳng định đây là chuyện tức cười nhất từng nghe. Tôi không hiểu thông tin ở đâu là tôi tố, bóc phốt, ấm ức chị Mizu. Tôi có nói gì bao giờ đâu. Sau khi đi quay MV trong 2 ngày tôi về thẳng nhà. Từ đó về sau, ngoài truyền thông cho MV ra, tôi chẳng nói gì. Tin đồn tự nhiên xuất hiện xong mọi người kêu tôi tố chị Mizu. Làm diễn viên tôi hiểu phải chấp nhận diễn những phân đoạn có trong kịch bản. Tôi cũng đâu phải dạng hiền lành, ngoan ngoãn gì mà để người ta sàm sỡ hay đánh đập mà không lên tiếng. Tôi cần gì phải có chỗ đứng. Ai động vào mình, tôi chẳng để yên chứ cần gì vào showbiz mà phải chịu đựng. Linh Ngọc Đàm tức giận. Trong đoạn tin nhắn được cung cấp, chính Mizu nhắn ngay cho Linh Ngọc Đàm khi xuất hiện tin đồn. Thấy Mizu hoang mang, streamer liền an ủi. Em thấy cũng không nhiều người nói ra vào đâu, chị đừng để ý. Mình không làm gì thì không sợ, chị em mình có vấn đề gì đâu. Em không biết ai đồn ác như vậy. Linh Ngọc Đàm nói thêm, chắc do hôm quay MV hơi mệt nên mọi người nhìn sắc mặt đồn đoán. Trước đó, phía Mizu cũng khẳng định diễn viên và Linh Ngọc Đàm không có vấn đề gì. Chuyện tát thật khi quay MV chỉ là những tin đồn thất thiệt. Cuối tháng 12 năm 2019, Mizu phát hành MV Anh Nghĩ Anh Là Ai quay cùng Trần Anh Huy và Linh Ngọc Đàm. Nội dung MV được cho mô phỏng chuyện cũ giữa cô và Phan Thành, phát hành tròn 5 năm ngày cả hai chia tay, 30 tháng 12 năm 2014, 30 tháng 12 năm 2019. Trong MV, Linh Ngọc Đàm vào vai cô gái ve vãn Trần Anh Huy. Phát hiện chuyện ngoại tình, Mizu thẳng tay tát người thứ ba và hất cẳng người yêu ra khỏi đời mình dù anh này cố gắng níu kéo thế nào đi nữa.